Tôi biết là có một số bạn thắc mắc rằng thời điểm nào là thời điểm học tiếng Anh hiệu quả nhất trong ngày. Thực sự tôi là một người rất là thoải mái trong cái việc học tiếng Anh. Tôi muốn học giờ nào thì tôi học, chứ tôi không có đợi một cái khoảng thời gian thích hợp nào cả. Và tôi cũng để thấy ở mấy cái trung tâm tiếng Anh, nếu các bạn đăng ký và các bạn muốn học vào buổi sáng thì ok, họ sẽ set up cho các bạn học buổi sáng. Còn nếu các bạn muốn học buổi chiều hay buổi tối thì họ cũng sẽ set up cho các bạn học buổi chiều hoặc buổi tối theo ý các bạn. Từ đó có thể thấy được học tiếng Anh giờ nào cũng được cả. Và một điều nữa, đó là đôi khi các bạn không làm chủ được thời gian học của các bạn. Ví dụ, giả sử tôi nói với các bạn là buổi sáng từ 8 giờ đến 9 giờ là khoảng thời gian học tiếng Anh hiệu quả nhất, nhưng khoảng thời gian đó bạn lại bận phải đi làm, đi học, thì chẳng lẽ bạn không học được cái khoảng thời gian đó thì các bạn không học luôn sao? Tóm lại, thời gian học không quan trọng. Quan trọng là bạn cảm thấy thoải mái, thư giãn và muốn học giờ nào thì các bạn cứ học giờ đó. Không cần phải bận tâm gì cả, bạn học giờ nào cũng được cả. Và dĩ nhiên, tôi cũng đã có đọc một số bài viết về chủ đề này. Họ nói buổi sáng là cái lúc mà các bạn mới thức dậy sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần khỏe khoắn, thoải mái, và lúc đó chính là lúc các bạn học tiếng Anh hiệu quả nhất trong ngày. Quay đi quẩn lại, cái yếu tố ảnh hưởng đến việc học tiếng Anh có hiệu quả hay không, nó vẫn là sự thoải mái, thư giãn, khỏe khoắn và tự nhiên. Nó hầu như không phụ thuộc vào thời gian các bạn học. Chốt lại, thời gian không ảnh hưởng đến việc học tiếng Anh mấy. Thứ ảnh hưởng hơn đó là tinh thần, trạng thái cơ thể của các bạn. Nó thoải mái thì các bạn tiếp thu tốt, còn nếu nó mệt mỏi thì các bạn tiếp thu không tốt. Vậy thôi. Và nếu bạn có thắc mắc hay câu hỏi gì liên quan đến việc học tiếng Anh thì các bạn có thể gửi câu hỏi đến địa chỉ email 60giây fire@gmail.com để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc hoàn toàn miễn phí.